Xin chào mọi người và nhất là những người tuổi Thìn. Đây là video clip mình làm về tử vi của tháng Canh Ngọ của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng 5 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tất cả những người tuổi Thìn. Có thể nói thì với những người tuổi Thìn gặp cái năm Ngọ là một năm người ta nói là rồng bay ngựa chạy, thì cho nên là so với những người tuổi Thìn thì có thể nói là cái năm 2018 là năm Tuất với Thìn đó là lục xung, đầy những cái khó khăn trong công việc cũng như gia đạo về mặt tình cảm mọi thứ. Thì rõ ràng từ khoảng đầu năm đến nay á, thì người tuổi Thìn giống như vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cái vận hạn của năm 2018, cái sự nặng nề, cái sự tai ương mà 2018 để lại thì mình phải giải quyết. Đặc biệt là nửa 4 tháng đầu năm á, thì có tháng Mão và tháng Thìn. Thì tháng Mão là tháng 2 âm lịch á, là tháng Đinh Mão, và tháng Thìn là tháng Mậu Thìn. Thì cho nên là hai cái tháng này là tháng Mão là lục hại và tháng Thìn là tháng tuổi, cho nên là vẫn đầy cái khó khăn. 4 tháng thì cái mẹ hết 2 tháng là đã khó khăn rồi, tháng 1 thì coi như không làm ăn. Tháng 2, tháng 3 thì gặp khó khăn, cho nên là kéo đến tháng 4, người ta gọi là tháng 4 là cái tháng kỷ tỵ đó, là cái con rắn nó mang nhiều cái hơi hướng của cái âm. Thì người tuổi Thìn thì mang trực dương, cho nên là đặc biệt khó khăn, nhất là các chị gái tuổi Bính Thìn. Thì bây giờ đó là mình sẽ coi là tháng 5 với những người tuổi Thìn nó sẽ như thế nào. Thì đầu tiên hết á, thì em sẽ nói đến những người tuổi Nhâm Thìn, sinh năm 1952. Thì xét về trụ mạng với tháng Canh Ngọ, tháng 5 âm lịch này á, thì là Thổ. Còn mạng của các anh các chị là mạng Thủy, như vậy là Thổ khắc Thủy, bị tháng khắc bổ mạng, cho nên là các cái phúc tinh và tài tinh vì thế cũng không có phát huy tác dụng tốt. Và đặc biệt là khi mà bổ mạng mà bị tháng tư khắc á, thì cẩn thận cái phần sức khỏe. Nên nhớ là các anh các chị là mệnh Thủy, năm nay là năm Thổ vượng, đặc biệt tháng 5, tháng 6 là năm cực Thổ, cho nên là phải cẩn thận bổ mạng, coi chừng bệnh ha, nhất là các chị gái. Thiên can á, thì chữ Nhâm với chữ Canh á, thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Như vậy là thiên can không có tương khắc thì công việc cũng có thể là sẽ hanh thông, không có việc gì xảy ra. Đặc biệt á, là chữ Canh thuộc Kim, chữ Nhâm thì thuộc Thủy, cho nên là Canh Kim sinh Thủy, đây là một cái vòng tương sinh tốt đẹp ở trong cái nạp âm ngũ hành của thiên can. Như vậy thì công việc bắt đầu hanh thông, có thể là sinh tài lộc, nhưng là đừng có mong cầu lớn. Nhưng mà với các anh các chị thì ở sinh năm 1952 á, thì nếu mà đi làm ở cơ quan nhà nước thì đã là nghỉ hưu rồi, còn nếu như mà mua bán kinh doanh thì chắc là tháng 5 là tháng đặc biệt ngon lành. Với tuy là các anh các chị là mệnh Thủy, không tốt lắm, đẹp lắm với cái hành Thổ, nhưng mà đều có một cái là năm nay năm Thổ vượng, nửa đầu năm là Thổ bị suy yếu ha, do nhiều cái yếu tố gây ra, nhưng mà yếu tố khách quan, yếu tố chủ quan của các cái nhà lãnh đạo nhà nước Việt Nam muốn khống chế lại cái việc bất động sản, không muốn nó phình ra quá to, mà chỉ nó ở mức đó và siết cho vay, cho nên là dòng tiền không đổ vào cái bất động sản được, thì bất động sản nó không biến động nhiều. Thì đến với cái tháng 5 này thì bây giờ có siết gì siết, thì tháng 5, tháng 6 này cái dòng chảy của cái những người mà kinh doanh về Thổ sẽ dễ sinh tài lộc ha. Địa chi Ngọ với Thìn là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tư khắc. Và nên nhớ rằng Ngọ Tỵ Ngọ là thuộc hỏa, Thìn Tuất Sửu Mùi là thuộc Thổ, cho nên như vậy nạp âm ngũ hành của Ngọ của địa chi chữ Ngọ sinh ra địa chi chữ Thìn, như vậy là gia đạo tốt đẹp. Thậm chí là với các anh các chị tuổi Nhâm Thìn thì có thể là thêm cháu thêm con, thêm cháu thêm dâu, ngon ha. Thì tiếp theo đó là những người Giáp Thìn, sinh năm 1964. Đây là một trong những cái tuổi mà chịu nhiều rắc rối nhất ở trong cái năm Mậu Tuất 2018. Em không phải qua rồi thì em không có nhiều người nhờ em giúp đỡ bằng tuổi Giáp Thìn, nhưng mà em cũng có đi xem phong thủy cho một vài chỗ và là một vài nơi, thì có thấy rằng là những người Giáp Thìn năm vừa rồi cực kỳ khó khăn.
và nó kéo luôn cho đến tháng 3, tháng 4 năm nay vẫn chưa có chuyển biến tích cực. À, người Giáp Thìn thì mệnh hỏa, như vậy là gặp tháng 5 âm lịch này á, xét về trụ mạng thì hỏa sinh thổ, bổn mạng bị sinh xuất, có thể bổn mạng sẽ không tốt đẹp, các cái phúc tinh và tài tinh nó chỉ bị yếu đi, không như là các anh các chị tuổi Nhâm Thìn. À, như vậy thì là Giáp Thìn ha, bổn mạng cũng không quá lo toan, giống như năm ngoái vậy, các anh các chị có thể xấu về làm ăn, xấu về gia đạo, các mối quan hệ, nhưng mà do năm ngoái là vẫn là năm mộc, và cho nên là người các anh các chị không có ảnh hưởng gì hết. Năm nay tiếp tục là năm mộc, nạp âm ngũ hành mới là hợp thổ thôi, cho nên là bổn mạng của anh chị là không có cần phải sợ, vì nguyên an chữ giáp đã lớn mạng rồi, thành mình nữa ha, là mệnh hỏa cho nên là không sợ chết. Thiên can thì không tốt đẹp như là mạng cũng tiếp tục là chữ canh của tháng, nó khắc chữ giáp của các anh các chị, và thiên can bị kháng, tháng tương khắc, công việc tiếp tục sẽ có cái chuyện rối rắm rắc rối. Các anh các chị ha, tuổi này vẫn còn đi làm nhà nước thì coi chừng lính tráng gây ra bất trắc, đặc biệt là những cô lính nữ ha. Mình là người Giáp Thìn, miệng to nói lớn nhưng mà khoái cái sự ngọt ngào ha, dỗ về coi chừng đó là lính tráng nó ngọt ngọt nhưng mà nó đưa mình vô trồng hồi nào không hay, cho nên cẩn thận nha. Rồi địa chi Ngọ Thìn thì cũng giống như các anh các chị Nhâm Thìn là không tự chủ bình hòa, không có xung khắc nhau. Tuy nhiên là về nạp âm ngũ hành là tương sinh, cho nên là gia đạo tiếp tục là một cái nơi bền vững của cái người Giáp Thìn ha, dù rằng là các chị có nóng nảy đi nữa thì cũng không ai dám làm gì đâu ha, quyền sinh quyền sát ha. Còn các anh Giáp Thìn thì ở vào giai đoạn này nếu làm vào nhà nước với chữ giáp thì các anh đang nắm một đơn vị ha, cái áp lực của cái việc mà chữ thiên can chữ canh nó khắc chữ giáp sẽ tạo cho các anh chị nhiều phiền toái ở công việc, không có tốt đẹp, đừng có mà manh động ha. Thấy là tháng 2, tháng 3 là đã không tốt, tháng 4 tiếp tục không tốt, chẳng lẽ tháng 5 không tốt, cương luôn là coi chừng nha. Em nói cương luôn là chết á, em không dẫn chơi đâu. Rồi đó là người Giáp Thìn, bây giờ chúng ta sẽ xét tới người Bính Thìn, sinh năm 1976. Bính Thìn thì mệnh thổ, như vậy gặp tháng canh ngọ cũng là thổ, như vậy mệnh đồng hàng, sức khỏe bổn mạng ok, phúc tinh tài tinh vì thế không bị che khuất. Thiên can á thì tốt hơn Giáp Thìn một chí, thì vì là chữ bính nó khắc chữ canh chứ không phải là chữ canh nó khắc chữ bính, cho là thiên can tương khắc tháng, công việc có xảy ra rối rắm hoặc là buồn phiền lo âu đi nữa thì các anh các chị vẫn là người khống chế được, vẫn coi như là nắm quyền chủ động, tuy là nó có gặp khó khăn bỏ công bỏ sức ra nhưng cuối cùng mình vẫn giải quyết được. Đó là nhìn về mặt thiên can so với cái thiên can tháng năm đối với cái người Bính Thìn nam và nữ mạng. Ở đây là em nói về thêm dựa trên sách chứ không phải là em tự bịa ra mà em dự đoán trước được em là thiên tài. Không phải là thiên tài, em là thánh nhân, không phải. Em nhắc đi nhắc lại mọi người rằng em, anh Ba Tử Vi chỉ là một con người và xuyên nghiên cứu về tử vi ha, và để mà đưa ra những cái suy đoán, có thể là suy đoán này không phải của bản thân mà là suy đoán từ những cái sách vở mà ra, chứ bản thân mình không tài không giỏi gì cả, cho nên là mọi người đừng có thần thánh hóa mình có phải thần thánh đâu ha. Tiếp tục nữa, địa chi thì của cái Bính Thìn thì cũng sẽ giống như Giáp Thìn và Nhâm Thìn, không có việc gì ha, thậm chí là tốt đẹp. Tiếp tục là các em trai các em gái Mậu Thìn, những người bắt đầu phải chịu cái đại hạn 10 năm. Thì xét về mạng là Mậu Thìn là mộc, như vậy mộc khắc thổ, vậy là tương khắc, chú ý sức khỏe. Nhưng mà dù sao đi nữa là các em khắc tháng, cho nên là dù gì đi nữa nó cũng không có đến nỗi quá nặng nề bổn mạng của mình. Tuy nhiên là nên nhớ khi mà nó tương khắc như vậy thì các phúc tinh và tài tinh đi trong mệnh của mình ở cái tử vi năm nay sẽ bị che đi, và che đi thì các phá và bại tinh nó sẽ hoành hành ha. Nếu như mà có giải thần ở trong mệnh mà bị che mất, mà giải thần là cái phúc tinh chuyên đi khống chế, đi làm giảm cái sự hung hại của các cái phá và bại tinh,
thì dĩ nhiên là các phá và bại tinh nó sẽ bung ra thôi, cái đó là quy luật tự nhiên ha, là sẽ rất là khó khăn cho người Mậu Thìn. Thiên can chữ Mậu chữ Canh thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên ha, Mậu là thuộc thổ, Canh Tân thì thuộc kim, cho nên là thổ sinh kim tốt đẹp ha, có thể là có tài lộc nha. Rồi địa chi thì cũng giống như người Bính Thìn hoặc là người Giáp Thìn, là một địa chi tốt đẹp, không phải lo lắng về gia đạo, đặc biệt là các mối quan hệ cũng tốt đẹp. Người cứ cuối cùng mà của người tuổi Thìn mà mình xét đến đó là các em nhỏ tuổi Canh Thìn. Thì các em nhỏ này thì đang là những người đi học, mới vào đại học năm nhất hoặc là mới chập chững đi làm, thì mình cũng xét tương đối thôi, tại vì cũng chẳng có gì nhiều để nói. Người Canh Thìn thì là mệnh kim, như vậy gặp tháng thổ như là thổ sinh kim, canh ngọ là thổ mà, thổ sinh kim như là tương sinh về bổn mạng, khi đó là bổn mạng tương sinh tốt đẹp về mọi điều, đặc biệt là phúc tinh và tài tinh của các em nó sẽ được phát sáng, như vậy là tháng mình sẽ tươi sáng hơn. Thiên can chữ Canh của Canh Thìn sẽ đồng hàng với chữ Canh của canh ngọ, cho nên là tốt đẹp ha, đồng hàng, thiên can đồng hàng, công việc không có gặp trở ngại, tài lộc tương đối. Đây là tháng có thể là các em là đã tháng này là đã thi, chuẩn bị thi hoặc là thi xong đi làm, cho nên có tiền ha, nếu mà là sinh viên. Địa chi thì như nói nè, ngọ thìn thì tự chủ bình hòa, đặc biệt là ngọ sinh ra thìn ha, cho nên là nếu như là các em trai dễ có tình cảm phát sinh ha, nếu như mà muốn tỏ tình ở trong cái khoảng thời gian này rất là dễ thành công ha, nếu mà có ý với nhau thì tỏ tình là tình cảm rất dễ phát sinh. Cái sao đào hoa với lại hồng loan, không có hồng loan chỉ có đào hoa thôi, năm nay chỉ có đào hoa với đối với Canh Thìn, thì sẽ tạo ra nhiều cái điều tốt đẹp cho tình cảm phát sinh. Năm sau với cái chữ Canh, chữ Canh Tý gặp Canh Thìn là rất dễ sinh hồng loan, tức là cưới sinh ha, trai gái cũng vậy, cho nên rất là thuận lợi. Như vậy thì mình đã chia sẻ xong cái tử vi của tháng 5 âm lịch, tức là tháng canh ngọ của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tất cả mọi người tuổi Thìn. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp ích được cho mọi người và ứng dụng trong cái cuộc sống mà tận hưởng cái tháng 5 nhiều may mắn, tốt đẹp hơn những tháng đầu năm và cái năm Mậu Tuất 2018. Mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Thìn biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, có thể của người thân, bạn bè hoặc là chính bản thân mọi người mà ứng dụng vào cuộc sống. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo về tử vi. Bye bye mọi người.